Chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề cho ý kiến về quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng chủ trì hội nghị. Thực hiện quyết định của chính phủ vào cuối năm 2019, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Qua lấy ý kiến, đến nay đã tiến hành tiếp thu các góp ý để điều chỉnh. Tại hội nghị chiều nay, ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung liên quan đến dự thảo này để qua đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình chính phủ phê duyệt. Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Ba năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, từng bước giải quyết các vấn đề mang tính cơ bản, hướng đến mục tiêu phát triển thành phố theo hướng bền vững. Các đơn vị địa phương đã tập trung triển khai 12 chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa nghị quyết 43, công tác xây dựng Đảng được chú trọng và chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, trong đó công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Trong 10 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có tổng cộng 523 nhiệm vụ thì đến nay đã hoàn thành 88 nhiệm vụ và hiện đang triển khai 420 nhiệm vụ. Thành phố cũng đã triển khai thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các dự án trọng điểm động lực được triển khai tích cực như dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn 1, đầu tư nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, dự án mở rộng quốc lộ 14B giai đoạn 2, dự án Lan Đại học Đà Nẵng, khơi thông sông Cổ Cò. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đà Nẵng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng mô hình, kịch bản tăng trưởng cụ thể, thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh thích ứng, phối hợp với các cơ quan trung ương, sớm ban hành các cơ chế chính sách phát triển thành phố, ra soát tháo gỡ các khó khăn liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, tạo thêm nguồn lực phát triển thành phố.